trong luật trận giữ vừa qua thì hãy cùng xem những ông lớn đã có những cái trận đấu và có những kết quả như thế nào khi mà pháp anh và bồ đào nha đều có những kết quả thắng lợi trước những đội bóng yếu hơn thì đức và italia lại có những trận hòa à, phải nói là cũng hơi thất vọng đây là một cái điều mà cũng rất khác so với uh, đức và italia ở những mùa giải trước vậy thì không biết huấn luyện viên phạm như tuấn đánh giá sao về màn trình diễn của các đội bóng lớn vừa qua thực ra thì trong cái thì cái thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết Euro thì các đội bóng có thời gian khoảng độ 12 đến 14 ngày để tập trung và thường thì những đội bóng lớn họ sẽ có hai trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho cái vòng chung kết và hai trận đấu đó thì họ lên kế hoạch từ trước và toàn là những đối thủ được đánh giá là yếu hơn thôi ngay kể cả đội tuyển Đức với đội tuyển Italia có hai trận hòa thì đối thủ của họ là Ukraine hay thổ nhĩ kỳ cũng là đội bóng những đội bóng được đánh giá yếu hơn Đức với đội tuyển Italia À, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải nhớ rằng là những cái trận giao hữu như vậy nó không mang tính chất quyết liệt bởi vì là vào huấn luyện viên cũng sử dụng hầu như tất cả các cầu thủ đang có trong tay để đánh giá năng lực của họ để chuẩn bị gút danh sách và chuẩn bị bước vào trận đấu tiếp theo một trận đấu giao hữu tiếp theo nữa và chính vì vậy mà cái tính quyết liệt nó không cao nó cũng khiến cho các trận đấu nó không thực sự là uh, phản ánh rõ cái cái năng lực của đội bóng đó và chúng ta cũng thấy được là có những cái chiến thắng rất là cách biệt trước những đội bóng là yếu hơn tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải nhớ rằng là đây chỉ là những trận đấu để đề ba cho cái vòng chung kết thôi chính vì vậy mà khi mà không có kết quả tốt đôi khi lại có lợi bởi vì khi không có kết quả tốt thì họ sẽ nhìn ra được cái điểm yếu của uh, chính bản thân mình và họ sẽ rút kinh nghiệm ở trận đấu sau và bước vào uh, vòng chung kết với một cái tư cách một cái uh, phong độ nó hoàn hảo hơn vâng vậy như là các trận đấu với kết quả vừa rồi thì cũng không phản ánh quá nhiều về cái cục diện cũng như trình độ các đội tuyển hiện tại đúng không ạ Bà. và đây cũng sẽ là một màn tập duyệt trước để cho các đội có một cái tinh thần và có một cái sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những trận đấu chính thức tại Euro vậy còn anh Phát thì sao anh những cái trận đấu vừa qua thì anh ấn tượng với trận đấu nào nhất và đâu là đội tuyển mà anh Phát ngày hôm nay coi như, coi như là all in <laughs> trong mùa giải này ạ <laughs> có lẽ đội bóng mà anh đánh giá cao nhất trong mùa giải Euro năm nay đó là đội tuyển Anh tại vì đội tuyển Anh đang có lực lượng rất là rất là gọi là mạnh đều kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm đồng đều ở cả tất cả ba tuyến còn đội tuyển yêu thích của anh thì là đội tuyển Pháp thì cũng rất là mạnh đấy nhưng mà cũng chưa biết nào cả tại vì là đội tuyển Pháp năm năm mùa Euro vừa rồi thì cũng vào đến chung kết nhưng mà chỉ về nhì thôi nhưng mà anh cũng rất mong là đội tuyển Pháp sẽ lại một lần nữa vào được chung kết và có thể gặp đội tuyển Anh thì sẽ càng tốt sẽ một trận đấu rất là hay rất là chờ đợi đúng không ạ đầu rồi. tiên phải đấm đứng vâng anh thâu chúc bởi vì em là fan của pháp à, không <laughs> thực ra thì uh, nói qua về pháp thì có thể thấy là pháp luôn là một trong những ứng cử viên trong những cái giải đấu lớn và với đội tuyển pháp thì họ đang là đương kim uh, á quân thế giới rồi, vào thời điểm này đúng không ạ và rõ ràng là thành tích hai trận hai giải đấu gần nhất sẽ khiến cho uh, Đặc biệt là cái trận thất bại cay đắng tại World Cup 2022 Lại khiến cho tham vọng của đoàn quân, đoàn quân huấn luyện viên Didier Deschamps tại kỳ Euro này Họ sẽ phải cố gắng và họ Khao khát Giành được cái chức uh, Vô địch năm nay đúng không ạ Và nghĩ về đội tuyển Pháp thì Anh Phát uh, nghĩ về điều gì nhất Về lực lượng Về uh, tinh thần Về các cầu thủ Hay là Nói về uh, tài thao lược của huấn luyện viên Deschamps ạ uh, Đối với anh thì anh nghĩ đội tuyển Pháp thì hiện tại cũng rất là mạnh uh, Huấn luyện viên Didier Deschamps thì uh qua các mùa thì chúng ta thấy là cũng đang khá là hợp với cả lứa cầu thủ này thì có lẽ là chỉ cần là các đồng các cầu thủ ở đội tuyển pháp có cần là sự đoàn kết thôi là sẽ có thể đi sâu được vào mùa giải Euro năm nay. Vâng, rõ ràng là Pháp cũng đang có màn chạy đà trước Euro rất hoàn hảo. dù đã để thua 0-2 trước Đức, thế nhưng mà họ cũng đã giành chiến thắng 3-2 trước Chile và gần nhất là họ đã giành chiến thắng 3-0 trước ở Luxembourg. Vậy thì huấn luyện viên Phạm Như Tuấn đánh giá sao về màn chạy đà này? Liệu đây đã phản ánh đúng trình độ của đội tuyển Pháp hay chưa ạ? Có lẽ trước một đội đội bóng được đánh giá là yếu hơn thì cái chiến thắng 3-0 đấy nó không nói lên quá nhiều điều. Nhưng chúng ta biết rằng tôi ấn tượng với đội tuyển Pháp ở huấn luyện viên Didier Deschamps. Đây là huấn luyện viên rất nhiều kinh nghiệm và ông ta đã trải qua rất nhiều kỳ World Cup và Euro cùng đội tuyển Pháp. Chính vì vậy mà kinh cái, cái nghiệm của huấn luyện viên Didier Deschamps là uh, giúp ích cho đội tuyển Pháp. Bên cạnh đó thì họ đang sở hữu uh, một Mbappe uh, với giá chuyển nhượng và bây giờ phải khẳng định là anh ta là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Anh ta đã hoàn thành cái hợp đồng của mình với Real Madrid và rất yên tâm để cống hiến cho đội tuyển Pháp và kỳ Euro lần này. Và uh, với một cái bước chạy đà ở World Cup vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là cái danh hiệu cầu thủ vua phá lưới nếu như tỷ lệ đặt cược thì có lẽ là Mbappe là cầu thủ được đánh giá cao nhất ở trong cái 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 giải vua phá lưới ở Euro lần này. Vâng, có thể nói là nói đến Pháp thì lúc này phải nói đến Mbappe đúng không ạ? Có lẽ là Mbappe đang là cầu thủ hạnh phúc nhất thế giới vì vừa qua anh ấy cũng đã ký hợp đồng đối với Real Madrid với bản hợp đồng thời hạn là 5 năm với một cái ước mơ từ nhỏ đến bây giờ đã thành hiện thực và có lẽ là Euro sẽ là nơi quyết định quả bóng vàng trong năm nay và liệu rằng nếu mà ngày hôm nay Pháp giành uh, trong mùa giải này Pháp giành chức vô địch thì liệu Mbappe có thể trở thành chủ nhân của quả bóng vàng năm nay hay không? Anh Pháp nghĩ sao về điều này? À, đối với anh thì anh nghĩ là nếu như mà Mbappe thể hiện được tốt, ghi bàn tốt, cứ đóng góp lớn vào cái uh, lối chơi của đội tuyển Pháp và Pháp giành chức vô địch thì khả năng rất cao Mbappe sẽ có thể giành quả bóng vàng. Mà nên nhớ rằng là nếu như giành uh, chiếc cúp ở Euro lần này vâng. cộng với cả Paris Saint-Germain đã vô địch được, đúng uh, rồi. giải giải League nước, và, và, và giải quốc cách nội đó luôn thì đó. Paris Saint-Germain cũng vào rất sâu vâng. ở uh, Champions, Champions League. League. Vâng. Chính vì vậy mà cái khả năng đó cũng rất là cao. Vâng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên rằng là <laughs> đội tuyển Anh với Jordan Ham và anh ta cũng đã vô địch cùng Real Madrid. Chính vì vậy mà chỉ cần đội tuyển Anh lọt sâu thôi có thể vào đến trận chung kết thì cơ hội của Josh Bellingham còn còn yeah. cao hơn cả Mbappe chứ đừng nghĩ rằng là không ai có thể đọ được với cả Mbappe đâu. Nhưng mà nếu mà nghiêm túc mà nhìn nhận thì anh Thuần đánh giá sao về hai cầu thủ này? Đâu sẽ là cầu thủ mà sẽ có thể năm nay đoạt được cái danh hiệu bóng vàng? Bellingham có khả năng cao hơn nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào thành tích của đội tuyển chính xác ạ vâng thực ra là lúc này chắc là đội tuyển anh đội tuyển pháp đang là hai đội mà người hâm mộ mong chờ nhất bởi vì một trong hai đội vô địch thôi thì hai cầu thủ ấy sẽ trở thành quả bóng vàng cũng là phải đến chắc là tám mươi chín mươi rồi đúng không vâng, ạ thế nhưng hiểu. mà nói qua về euro thì thực ra trước đấy đội tuyển pháp đã từng là quán uh, nhà vô địch của uh, World Cup 2020 2018 à, và sau đó lại trở thành Á quân năm 2022. Thế nhưng đối với Euro thì như có một chút uh, không may mắn lắm khi mà họ cũng đã để thua thụy sĩ ở vòng 18 ở mùa giải vừa rồi và cũng chính Mbappe lại là người đá hỏng trong cái loạt sút lưu đấy. Vậy thì uh, liệu là Euro đối với Pháp có một chút uh, chưa có thực sự có duyên lắm hay không? Anh thường nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ rằng nó không đúng bởi vì là họ đang sở hữu những cái thành tích mà chúng ta vừa kể trên khi mà đội tuyển Pháp đang sở hữu một cái lứa cầu thủ rất là tài năng nhưng sau đó khoảng độ 4 đến 5 năm thì cái lứa cầu thủ đấy đã mất đi cái phong độ của mình, họ đã lớn tuổi thì những cái cầu thủ trẻ của đội tuyển Pháp họ vươn lên chưa kịp. Chính vì vậy mà cái thành tích của đội tuyển Pháp nó chứng lại một chút và rất có thể năm nay đội tuyển Pháp không được đánh giá cao bằng những đội tuyển khác nhưng đâu đó chúng ta vẫn thấy là euro có một sự bất ngờ rất là lớn và khi bóng chưa lăn và trận chung kết chưa diễn ra thì cũng chưa biết được điều gì vâng à, có thể nói là năm nay không chỉ là bên cạnh mbappe thôi đâu mà đội tuyển pháp cũng sở hữu một cái dàn lực lượng rất là hùng hậu với những ngôi sao rất lớn